Lee Dong Wook với gần 20 năm trong nghề, từng kinh qua rất nhiều nhân vật, nhưng anh chỉ thật sự bùng nổ khi xuất hiện với hình tượng thần chết Quan Zeo trong siêu phẩm truyền hình Gobin năm 2016. Và sau đó thì anh được mời hợp tác với rất nhiều dự án giúp tên tuổi của mình phát triển. Và sắp tới đây thì Lee Dong Wook sắp gây sốt màn ảnh với bộ phim The Set of Gumiho. Và liệu những lợi thế trước đó có phải là gánh nặng? Và liệu anh chàng hồ ly đầu tiên của màn ảnh Hàn có vượt qua được cái bóng quá lớn của thần chết, một vai diễn đã quá thành công? Ngày hôm nay hãy cùng VGT tìm hiểu Lee Dong Wook, chàng hồ ly đầu tiên của màn ảnh Hàn và quá trình vượt qua cái bóng quá lớn. Khó khăn rũ bỏ danh tiếng của nhân vật cũ. Bộ phim hài lãng mạn có yếu tố kỳ ảo The Tale of Gumiho sắp được ra mắt, dự kiến khiến không khí truyền hình Hàn Quốc nửa cuối năm 2020 càng thêm náo nhiệt. Phim nhận được sự gật đầu của Mỹ Nam Kim Bum, ngôi sao trẻ xinh đẹp Jo Boa và ông chú thần chết Lee Dong Wook. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn gần đây về sự nổi tiếng sau Goblin, Lee Dong Wook cho biết, nhiệm vụ của tôi là phải nhanh chóng thoát khỏi nó. Thành công của Goblin giúp Lee Dong Wook được bận rộn và suôn sẻ hơn trong mọi việc, nhưng anh cũng nhắc nhở bản thân không say trong niềm hạnh phúc cũ. Anh vẫn thường nói với mọi người rằng Goblin là phim của Gong Yoo và biên kịch Kim Uk Suk, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng thành công của bộ phim ấy là sở hữu của mình. Dù sao đi nữa, đó cũng là điều đã qua, là một vinh dự của quá khứ và hơn cả, đó là phim của Gong Yoo. 2 năm kể từ Goblin, Lee Dong Wook cẩn trọng chọn Life, Sự Sống làm dự án quay trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, dù khai thác đề tài y khoa quá quen thuộc với khán giả, nhưng bộ phim vẫn không thể gây được tiếng vang bởi thiếu đi tính đại chúng của một tác phẩm truyền hình. 1 năm sau, chàng bác sĩ nghiêm nghị trong Life đã trở thành một luật sư ưu tú trong Touch Your Heart, Chạm Vào Tim Em, viết nên câu chuyện tình đầy lãng mạn cùng nữ diễn viên Oh Jin Sim do Yoon In Na thủ vai. Gần đây nhất, khán giả không khỏi rợn gáy khi nhớ đến hình ảnh kinh dị của nha sĩ cổ quái Se Moon Jo từ Stranger from Hell của Lee Dong Wook. Dẫu vậy, cái bóng quá lớn của tác phẩm đại thành công Goblin khiến khán giả vẫn không thôi nhung nhớ về hình ảnh một thần chết bi thương năm nào. Đây là vinh quang nhưng cũng là gánh nặng, là bức tường cần được vượt qua trong hành trình làm nghề của diễn viên Lee Dong Wook, chứ không phải là thành lũy ngăn cách anh đến với chân trời mới. Với tâm niệm không ngủ vùi trong danh vọng đã qua, nam diễn viên đang tích cực làm mới mình mà đáng kỳ vọng nhất là vai diễn chàng hồ ly trong The Tale of Gumiho sắp tới. Khắc khe với thiếu sót của chính mình. Thành danh và có vị trí nhất định trong nghề nhưng Lee Dong Wook hiếm khi cảm thấy hài lòng về công việc của mình, thậm chí nhận mình còn nhiều thiếu sót. Anh nghĩ bản thân phải tự nhìn nhận một cách thực tế, khi ấy câu nói làm tốt lắm mới trở nên có ý nghĩa khi ai đó dành tặng. Thậm chí, ngay đến giám đốc công ty còn khuyên Lee Dong Wook đừng quá khắt khe với bản thân nhưng anh vẫn đáp, không, tôi phải triệt để hiểu rõ thực tế, tôi phải hiểu chính mình. Chính sự kiên quyết ấy được anh nhìn nhận là yếu tố đưa anh đi xa đến nay, một Lee Dong Wook biết tự chủ và thành thật với không ai khác mà chính mình trước. Bên cạnh đó, anh vẫn không phủ nhận tầm quan trọng của những lời động viên, an ủi, nguồn động lực giúp anh chữa lành một khi rơi vào bế tắc, tinh thần lay động. Nhọc nhằn rạch ròi giữa đời và phim. Lee Dong Wook kể lần anh bị ám ảnh với Se Moon Jo, Stranger from Hell, dù đã tự nhủ không nên đắm chìm vào nhân vật ngay từ khi bắt đầu, bởi ở gã nha sĩ này còn hơn cả những kiểu phản diện thông thường là sự rung cảm rất khác, có khả năng tác động mạnh. Lee Dong Wook tưởng mọi thứ đã ổn khi bộ phim kết thúc cho đến khi anh cùng bạn bè và người quen tụ tập trong một lần nọ. Mỗi lần anh nhìn vào họ thì nhận ra câu hỏi, sao lại nhìn tôi như thế? Ngày khác, anh tự nhìn vào gương mà không cảm nhận được đang nhìn chính mình, thay vào đó là một cảm giác kỳ quái, xa lạ. Vậy nên anh phát hiện rằng bản thân anh hiện tại không hoàn toàn ổn. Lần hồi nhớ lại bộ phim Bittersweet Life, Ngọt Đắng Cuộc Đời tham gia vào năm 2005, anh ví nỗi đau khi phải thoát khỏi nhân vật khiến bản thân giống như một chiếc lá khô lìa cành. Tôi cảm thấy như thể sẽ cháy vụn hoặc vỡ ra từng mảnh nếu ai đó chạm nhẹ vào. Rồi thời gian dần trôi, cậu thanh niên trưởng thành và đúc kết, nếu điều khó khăn xảy đến với tôi lần nữa sau khi diễn xuất, vậy tôi sẽ biết cách để loại bỏ nó, tôi nên tiếp tục thử nhiều thứ. Lee Dong Wook của ngày xưa bận rộn với trách nhiệm gia đình nay đã có thể gỡ bỏ nỗi lo để chăm sóc, khám phá bản thân. Anh có thể dành hàng giờ bên chiếc cần câu, không nghĩ ngợi, suy tư và hoàn toàn thư giãn, hoặc vận động hình thể bởi. Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi không nhận lại những gì đã bỏ ra, nhưng với vận động thì có thể. Một vị trí mới khác là người dẫn chuyện trong chương trình Because I Want to Talk bên cạnh nữ diễn viên hài Jang Dong-yeon đã trở thành thử thách nhưng cũng điểm tô thêm chút thú vị trong công việc của anh. Lee Dong Wook không ngần ngại bày tỏ tham vọng muốn được nhìn nhận từ công chúng và người trong ngành, vì đó có thể xem là khái niệm trực tiếp gắn kết với thành công. Điều cốt yếu là tôi chỉ muốn bản thân cảm thấy hài lòng với chính mình và thư thái hơn mỗi ngày, và hiển nhiên để nguyện ước này thành hiện thực, trước nhất The Tale of Gumiho phải thành công đã.
Lee Dong-wook khởi nghiệp năm 1999, vào năm anh 18 tuổi và với nhiều vai diễn khác nhau. Nhưng dù đóng rất nhiều vai chính vai phụ trong nhiều phim, nhưng phải đến đầu năm 2015 thì tên tuổi của Lee Dong-wook mới được biết đến rộng rãi. Và với bộ phim Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ, anh đóng chung với Lee Da-hee không những gây sốt màn ảnh Hàn mà còn gây tiếng vang khắp châu Á. Đỉnh cao sự nghiệp. Sự thành công của Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ đã đưa Lee Dong-wook lên hàng ngũ những diễn viên nam hạng A lúc bấy giờ. Anh được chú ý bởi gương mặt điển trai, làn da trắng mịn hơn cả con gái và đôi môi mọng đỏ tự nhiên. Lee Dong-wook liên tục được nhiều nhà tài trợ săn đón và được giao vai chính trong những bộ phim truyền hình sau đó. Tiếp tục thử thách bản thân với những thể loại phim khác nhau và không chỉ đóng khung mình trong dòng phim tình cảm hài, sau Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ, Lee Dong-wook vào vai một chàng trai trẻ đầy tham vọng trong phim Đời Vẫn Đẹp Sao, bộ phim xoay quanh tham vọng trong tình yêu và cuộc sống đầy bi kịch của những người trong xã hội thượng lưu. Sau đó, anh tiếp tục tham gia vào Partner năm 2009 và Sense of a Woman năm 2011, đóng cặp với đàn chị Kim Hyun Joo và Kim Sun Ah. Mặc dù cả hai bộ phim đều gây tiếng vang bởi dàn diễn viên nổi tiếng, trong thời gian phát sóng, phim không nhận được đánh giá cao từ phía khán giả. Tiếp theo, Lee Dong-wook trở lại đóng phim hài lãng mạn đề tài thể thao Wild Romance năm 2012, đóng cặp với Lee Si-yeon. Thất bại về mặt tỷ suất người xem khiến Lee Dong-wook thận trọng hơn trong việc lựa chọn tác phẩm tiếp theo của mình. Năm 2013, Lee Dong-wook lần đầu tiên nhận đóng phim lịch sử Thiên Mệnh bên cạnh Song Ji-hyo. Thiên Mệnh không đạt thành công như mong đợi và nhiều người cho rằng gương mặt của Lee Dong-wook quá hiện đại để đóng phim cổ trang. Không chán nản, Lee Dong-wook lại tiếp tục đóng phim ngay sau đó. Năm 2014, anh tái hợp với bạn diễn Lee Da-hee trong phim Hotel King, Ông Hoàng Khách Sạn, một bộ phim tình cảm xoay quanh những hận thù về định mệnh éo le giữa các nhân vật. Bộ phim đã được kỳ vọng lớn trước khi nó phát sóng, bởi đây là lần đầu tiên sau 9 năm hai diễn viên của Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ lại hợp tác. Thế nhưng, phim đó không đạt được thành công như mong đợi, tỷ suất bạn xem đài chỉ dừng ở mức trung bình. Mặc dù vậy, diễn xuất trưởng thành của Lee Dong-wook trong phim đã được đánh giá cao. Phải nói rằng Lee Dong-wook là một trong những diễn viên chăm chỉ nhất xứ Hàn bởi ngay sau khi Hotel King kết thúc, anh đã lao vào đóng phim Blade Man. Trong phim, Lee Dong-wook vào vai một người đàn ông có siêu năng lực. Diễn xuất hài hước của Lee Dong-wook và sự ăn ý với Shin Se-kyun trong phim đã khiến anh có thêm nhiều người hâm mộ. Nhưng cũng như những bộ phim trước đó của Lee Dong-wook, Blade Man vẫn không trở thành hit. Năm 2015, sự nghiệp của Lee Dong-wook có chút khởi sắc khi anh quyết định hợp tác với đài truyền hình cáp đang lên là TVN và đóng phim Bubble Gum bên cạnh người đẹp Jun Ri-won. Bộ phim đã khiến nhiều khán giả quốc tế biết đến Lee Dong-wook hơn. Trong suốt 10 năm, Lee Dong-wook miệt mài đóng phim để tìm kiếm cho bản thân một vai diễn kinh điển khác. Bước lên đỉnh cao năm 2005, Lee Dong-wook đột ngột chững lại. Và trong khoảng thời gian cần phải tăng tốc thì anh chàng lại để những cơ hội vượt qua. Có vẻ như Lee Dong-wook thiếu may mắn trong việc chọn cho mình một vai diễn đột phá cũng như không tìm cho được mình một kịch bản có thể phát huy được khả năng của bản thân. Và không tìm được kịch bản hot, sự nghiệp của Lee Dong-wook phải dần xuống dốc. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh chàng đọc được kịch bản yêu tinh Gobin và quyết tâm phải diễn được vai diễn Wan Zhao thần chết. Trở lại hoành tráng với yêu tinh. Ít ai biết rằng vai diễn này không phải được biên kịch Donnie đóng giày cho Lee Dong-wook. Lee Dong-wook đã chủ động liên hệ với Kim Ut-sook để ngỏ ý được đóng vai Wan Yeo thần chết. Thế nhưng anh đã bị biên kịch từ chối thẳng thừng vì bà cho rằng Lee Dong-wook không phù hợp với hình ảnh Wan Yeo bà có trong đầu. Sau nhiều lần kiên trì thuyết phục biên kịch, Lee Dong-wook đã cho bà thấy thành ý của mình và kết quả là chúng ta đã có một thần chết khó quên trên màn ảnh nhỏ. Trong sự nghiệp đóng phim 20 năm, Lee Dong-wook chưa từng xảy ra phim giả tình thật với tất cả những bạn diễn cặp nào. Đây quả là điều hiếm thấy đối với một nam tài tử điển trai thành công như Lee Dong-wook. Khán giả nghĩ rằng tôi là người đàn ông lãng mạn vì những nhân vật của tôi trên phim thường có tính cách như vậy. Nhưng ở ngoài đời, tôi không lãng mạn như bạn nghĩ, Lee Dong-wook thổ lộ trong một bài phỏng vấn. Chính vì thế, người hâm mộ dường như không tin vào mắt mình khi nam diễn viên xác nhận hẹn hò với Suzy, nữ thần tượng kém anh đến 13 tuổi. Đây cũng chính là lần đầu tiên Mỹ Nam Lee Dong-wook chính thức tiết lộ bạn gái trong suốt gần 20 năm qua. Điều đó phần nào đã thể hiện sự nghiêm túc, quý trọng mà nam diễn viên gửi đến Suzy, nữ chính đầu tiên trong chuyện tình ngoài đời thật của nam diễn viên. Sau 4 tháng hẹn hò, nam diễn viên lại thông báo về mối quan hệ giữa anh và Suzy đã kết thúc. Nam tài tử lại tiếp tục trở về với cuộc sống độc thân, tiếp tục miệt mài với những vai diễn. Mới đây trong chương trình Because I Want to Talk, một giáo sư pháp y tiết lộ nam tài tử Lee Dong-wook sở hữu gen của người Siberia và đây là một loại gen vô cùng hiếm tại Hàn Quốc. Lee Dong-wook được mệnh danh là nam tài tử trẻ mãi không già, sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trong showbiz vẫn luôn là mỹ nam hàng đầu trong lòng các thiếu nữ xứ Kim Chi. Với làn da trắng muốt cùng đôi môi hồng hồng, Lee Dong-wook luôn nào cũng đốn tìm những fan hâm mộ của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tác phẩm tiếp theo của anh chàng The Tale of Gumiho của chàng hồ ly đầu tiên trên màn ảnh hàng này nhé.
Và các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.